Tầm này là mùa đông, nên ra là mình sẽ để cho các bác những con chim mình bón ở nhà là nó đã kín lông này. Nếu mà mùa mùa hè kia thì mình có thể làm gửi đi cho các bạn ở cái lúc nó còn non hơn. Nhưng mà bây giờ nó là mùa đông, các bạn có thể là cái kinh nghiệm một phần nào các bạn cũng chưa nuôi nhiều, hoặc là mình cẩn thận mình sẽ chuyển cho các bạn nuôi chim bón ở cái giai đoạn như thế này. Những giai đoạn như thế này thì là nó đã tòe hết lông rồi, thậm chí là nó cũng đã bậu cầu được rồi. Đây, các bạn này, để cho nó bậu cầu. Đấy, bậu cầu. Đó. Để một ngón thì nó sẽ bậu tốt hơn. Đây là giai đoạn này nó đã bậu cầu được rồi nha anh em nhé. Đấy, cánh nó hơi bậu, hơi vụng về, cánh hơi xõa. Đấy, nhưng mà để cho các bác nuôi nó yên tâm, nó không bị hao hụt, không bị chết chim. Mỗi ngày các bạn nên cho ra tập một ít. Nên cho ra tập một ít. Để ra đây cho nó thoáng. Nhưng mà cho ra một lúc thì các bạn chim giống ở chim đây là nó kích thước như thế này, hình hài như này. Đó. Đấy. Rất là chắc béo. Các bạn khi bạn mua chim non, các bạn có kinh nghiệm là các bạn sờ vào một con chim mà nó đẫy thịt đấy, ấm đẫy thịt như này là con chim khỏe đấy. 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 Với cái kinh nghiệm của bên mình thì mình chỉ cần cầm cái này, cầm này, cầm này, cầm này, cầm này, mình biết là đố các bạn biết trong vòng 10 giây các bạn tự đã đáp án để trả lời các bạn con nào là con trống, con nào là con mái, đố các bạn biết. Đấy. Chắc là cũng một số bạn đoán ra rồi. Thực ra đôi này nó rất dễ, đôi này là của em này là em trống này. Đây, em này em trống này. Đấy. Em này em trống. Đấy. Đấy. Dài người hơn đó, dài người hơn đó. Từ bấy giờ là mình đã để lộ ra một cái mà các bạn có thể nhanh mắt nhanh tay các bạn nhìn thấy. Đấy. Ok. Đấy. 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 Này trống, này trống này. Trống, trống, mái, mái. Đấy. Đấy. Thì tầm này thì chuyển cho các bạn về các bạn bón là quá đẹp rồi. Quý vị các bạn mua chim cu gáy non bón ở cái giai đoạn như thế này, các bạn có thể liên hệ cho Thao chim cu gáy với số điện thoại là 0163 5305982. Đó, thì mình những lôi này mình để cho các bác là bảo hành là một trống một mái nhá. Trong quá trình bạn nuôi sau này nên mà có một cái xác suất nào rất nho nhỏ, các bạn cứ có ý kiến lại, tôi sẽ có cái khả năng tôi sẽ đổi cho các bạn. Nếu như trong trường hợp 1-2% nào đấy nó có thể là suy di thì tôi cũng vẫn đổi cho các bạn. Đấy là cái mà mình thao chim gáy luôn luôn chắc chắn với các bạn rằng là như vậy. Đó. Rất thiên nha. Đó. Đấy. Nhưng mà mùa này thì mùa đông thì các bạn cho ra một tí thôi, các bạn cho ra vừa phải thôi. Cho vào đây một tí thôi, cho nó ra, cho nó khởi động, cho nó tòe lông. Đó. Đấy. Những chú chim này là dù chim là rất là
kích thước rất là trường chim, mã ngỗng phấn hồng mà rất là không quá to như chim tàu, nhưng nó cũng là chim chim cu gáy mã ngỗng phấn hồng to. Đó, để như này nó sẽ sưởi ấm cho nhau. Và các bạn nên cho ra để cho nó rụng bớt những cái lông tòe và cho nó khởi động gân cốt chân tay. Một lần nữa số điện thoại là 0163 5305982. Các bác có thể tin được, yên tâm mua những đôi chim cu gáy giống của Thao. Nếu cái kênh chim cu gáy hay, các bạn có thể đăng ký và tương tác với mình bằng những tin nhắn, bằng những cuộc gọi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Thân ái, chào, tạm biệt.